Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Sáu ngày 14 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng dự và kết luận hội nghị. Xã Toàn Thắng quyết liệt xử lý đối với các trường hợp cố tình vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Văn Lâm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 2, tỉnh ủy Hưng Yên có thông báo về tăng cường công tác phòng chống COVID-19. Ngày 13 tháng 2 năm 2020, sau khi nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus COVID-19 gây ra trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy có ý kiến như sau. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên cập nhật và nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống COVID-19. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch, tăng cường kiểm soát người nghi nhiễm, kịp thời phát hiện để điều trị và ngăn ngừa lây lan, quyết tâm khống chế dịch bệnh hiệu quả, không để ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đại hội đảng các cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, căn cứ kế hoạch của tỉnh và đặc điểm của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch hoặc các phương án cụ thể phòng chống dịch phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị và tình hình diễn biến của dịch, bảo đảm đồng bộ với kế hoạch phòng chống dịch của cấp trên, chủ động chuẩn bị vật tư cần thiết và thực hiện quy trình cách thức phòng dịch trên địa bàn quản lý có trọng tâm, trọng điểm, đúng chỉ đạo của tỉnh, bố trí đủ kinh phí, đảm bảo nhân lực cho công tác phòng chống dịch, tăng cường công tác quản lý người nước ngoài, nhất là người từ quốc gia có dịch đến làm việc, du lịch tại tỉnh. Xác định công tác phòng chống COVID-19 là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, trọng tâm là Ban chỉ đạo tỉnh, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chủ động trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị mình. Coi công tác phòng chống COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, song cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ công tác khác. Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông tin truyền thông đến các tầng lớp nhân dân để mọi người nhận thức đúng tính chất nguy hiểm của COVID-19 và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh, song không gây hoang mang ảnh hưởng đến cuộc sống và công tác. Chú trọng hướng dẫn thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc phòng dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng. Vận động yêu cầu các hội viên, người dân đã tới các quốc gia công bố có COVID-19 phải chủ động khai báo y tế và tự giác thực hiện cách ly, kiểm tra giám sát y tế theo quy định phòng chống COVID-19. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban đảng tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy, trực thuộc tỉnh ủy thực hiện thông báo này. Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Đỗ Tiến Sĩ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 điểm cầu, huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ trì hội nghị. Dù hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tại hội nghị, tính đến 17 giờ ngày 13 tháng 2, Hưng Yên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Số liệu tích lũy là 17 trường hợp có yếu tố nghi mắc bệnh phải cách ly giám sát tại các cơ sở y tế. Đến hết ngày 13 tháng 2, đã kết thúc cách ly với 13 trường hợp. Hiện chỉ còn 4 trường hợp đang thực hiện cách ly tại hai bệnh viện Đa khoa Phú Đối và Trung tâm Y tế Văn Lâm. Đồng thời, cũng đã kết thúc theo dõi, giám sát sức khỏe tại cộng đồng 475 trên 839 trường hợp. Tại hội nghị, lãnh đạo của các ban ngành cũng nêu một số khó khăn trong công tác giám sát quản lý người nước ngoài, người Việt Nam giao thương với Trung Quốc. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phóng ghi nhận trách nhiệm cao của các cấp các ngành trong tỉnh đã thực hiện
trong công tác phòng chống bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn diễn biến rất phức tạp. Do đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cần đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền để các cấp các ngành và cả cộng đồng hiểu rõ về sự nguy hiểm của dịch bệnh, trách nhiệm của mỗi tổ chức và cá nhân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tình hình ở Hưng Yên, đặc thù của Hưng Yên là có nguy cơ rất cao, bởi vì có gần 1.000 người từ Trung Quốc, người Trung Quốc, rồi người Việt Nam sang Trung Quốc giao lưu làm ăn kinh tế trước Tết và sau Tết về Hưng Yên, và từng qua 31 tỉnh Trung Quốc, và đặc biệt là nhiều trường hợp là qua tỉnh Hồ Bắc, qua tâm dịch của Trung Quốc. Chúng ta phải nhận thức được mỗi người dân là tuyệt đối không được chủ quan nơ nà, nhưng đồng thời cũng không được bi quan quá hoảng loạn, nó tác động, nó ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày cũng như là đời sống cũng như là sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Mọi nhiệm vụ chính trị từ xã lên huyện lên tỉnh là phải dồn sức vào để cho công tác phòng dịch và phải thực hiện tốt được cái phương châm Thủ tướng đã chỉ đạo là phòng dịch như đánh giặc. Các biện pháp phòng dịch theo tinh thần khẩn trương là như chống dịch, như là đã có dịch. Ở một số khâu, một số việc là phải tinh thần như vậy và phải thực hiện tốt được 10 cái chữ. Trước hết là kỷ cương, thứ hai là quyết liệt, thứ ba là trách nhiệm, thứ tư là bình tĩnh và thứ năm là hiệu quả. Và tôi đề nghị là thực hiện đồng bộ các giải pháp của ngành y tế đưa ra, của Bộ Y tế đưa ra, là của Thủ tướng chỉ đạo là quyết liệt hơn nữa. Và chúng ta phải thực hiện ngay từ đầu, từ khi có dấu hiệu xảy ra thì chúng ta phải thực hiện tốt được cái phong tỏa, cách ly, khoanh vùng làm sao tốt nhất, chặt chẽ nhất. Cái quan trọng nhất nữa là các trưởng thôn, hôm nay tôi giao rõ, giao trưởng thôn, giao cho chủ doanh nghiệp, giao cho chủ tịch xã, giao cho trạm xã phải tổng hợp thường xuyên, cập nhật đầy đủ hàng ngày, hàng giờ, đủ đúng số lượng người mà từ Trung Quốc sang Việt Nam, sang địa phương mình. Và tôi cũng đề nghị các bệnh viện của tỉnh là dân đến khám bệnh thì phải được có nước rửa tay bằng tối thiểu bằng xà phòng, bằng nước sát khuẩn, rồi là được cấp phát hỗ trợ khẩu trang để chúng ta phòng tránh lây nhiễm. Thế rồi các doanh nghiệp là phải phát động là mua thuốc tiêu độc khử trùng và phun ở cơ quan theo quy định của ngành y tế. Ngành y tế phải xây dựng được các cái tình huống, các kịch bản, các cái kế hoạch để làm sao là chủ động và không bị bất ngờ. Cách ly là đây là phải làm sao phải tuyệt đối, phải là nội bất xuất, phải là ngoại bất nhập. Đường mòn nối mở, đường đồng, đường xóm, đường ngõ ở mỗi thôn nào đó thì từng đồng chí trưởng thôn, từng đồng chí chủ tịch xã phải nghĩ ngay kịch bản. Nếu ở thôn mình xảy ra thì, ở xã mình xảy ra thì phải có bao nhiêu trạm chốt gác nghiêm ngặt được như vậy. Và chúng ta phải thực hiện được cái phương châm 4 tại chỗ. Hiện nay là chúng ta đang ở mùa là rất là ẩm thấp, cho nên là phải có các biện pháp làm sao mà nâng cao cái sức đề kháng của từng con người. Chúng ta phải xây dựng được tất cả các kịch bản và phải đáp ứng được nhanh, nhất là khoanh vùng rồi xử lý kịp thời, nghiêm ngặt rồi triệt để, và đưa ra các tình huống là chọn những bệnh viện có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và lực lượng kỹ thuật chuyên môn, phải đưa ra được cái trách nhiệm của từng bệnh viện như vậy. Rồi kể cả ngành y tế phải xây dựng được là nếu xảy ra bệnh viện dã chiến thì lực lượng tăng cường bệnh viện dã chiến lấy ở đâu, thì ngành y tế phải đưa ra kịch bản cho nó rõ ràng. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động tới các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ khẩu trang để mỗi người dân có đủ khẩu trang để dùng và tuyên truyền khuyến cáo người dân có thể dùng khẩu trang vải để bảo vệ sức khỏe. Đồng thời khi dùng xong khẩu trang y tế, cần bỏ đúng nơi quy định, tránh gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có công văn số 277 về việc cho phép học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau.
nhất trí cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh. Sau đây gọi chung là học sinh. Nghỉ học đến hết ngày 23 tháng 2 năm 2020. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh thực hiện việc cho học sinh nghỉ học. Có kế hoạch triển khai phương án giáo dục trực tuyến online, giao bài học, ôn tập phù hợp với từng cấp học. Thông báo cho cha mẹ học sinh phối hợp tổ chức cho học sinh ôn bài trực tuyến, thực hiện biện pháp phòng dịch và quản lý học sinh trong thời gian nghỉ học. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong nhà trường theo hướng dẫn của ngành y tế. Thường xuyên báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để đảm bảo các điều kiện trước khi cho học sinh đi học trở lại. Giao Sở Y tế tăng cường hướng dẫn cho nhà trường, học sinh, cha mẹ học sinh và mọi người dân các biện pháp phòng dịch COVID-19. Giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo hướng dẫn tuyên truyền các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức kiểm tra trực tiếp các cơ sở giáo dục để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng dịch trước khi học sinh đi học trở lại. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng. Thông tin qua đường dây nóng và phản ánh trực tiếp của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên về hộ gia đình ông Lê Văn Thuần ở khu phố Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động làm móng xây nhà, lấn chiếm dòng kênh T6. Ủy ban Nhân dân xã Toàn Thắng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện Kim Động nhanh chóng vào cuộc ngăn chặn và xử lý vi phạm. Nhằm không để phát sinh vi phạm mới và tránh thiệt hại cho người dân, ngay sau khi nhận được phản ánh, Ủy ban Nhân dân xã Toàn Thắng đã cử cán bộ đến kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm, yêu cầu hộ ông Thuần ngưng thi công, tháo dỡ phần diện tích vi phạm mặc dù công trình chuẩn bị đổ bê tông. Được biết, ngoài xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trên từ đầu năm 2020, trong thời gian qua, Đảng ủy và chính quyền xã đã tập trung xử lý các vi phạm tồn tại từ nhiều năm trước. Đáng chú ý, trong tháng 12 năm 2019, xã Toàn Thắng đã nghiêm túc, quyết liệt xử lý nghiêm 7 trường hợp cố tình vi phạm sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm hành lang giao thông và vi phạm công trình thủy lợi. Trong thời gian tới, xã Toàn Thắng sẽ rà soát, lập kế hoạch để xử lý nghiêm các trường hợp đã vi phạm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời chủ động ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh. Nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chi nhánh văn phòng cấp quyền sử dụng đất huyện Văn Lâm đã cử người xuống các địa phương trực tiếp hướng dẫn, xét duyệt và thẩm định hồ sơ. Chủ trương này đã mang lại hiệu quả thiết thực, minh chứng là năm 2019, Văn Lâm là một trong những địa phương có tiến độ cấp đổi cao nhất tỉnh. Buổi làm việc giữa cán bộ chuyên môn của chi nhánh văn phòng cấp quyền sử dụng đất huyện Văn Lâm tại xã Tân Quang tham gia làm việc còn có đại diện của đơn vị đo đạc tư vấn. Do có lịch hẹn trước nên cán bộ địa chính xã đã chuẩn bị khá nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận được cho là còn nhiều vướng mắc để cùng tham khảo giải quyết. Buổi làm việc không chỉ giúp cho địa phương giải quyết được nhiều thửa đất còn vướng mắc, thậm chí còn trực tiếp trao đổi giải thích với người dân về các thủ tục hành chính cần thiết, những quy định của pháp luật về đất đai, mà quan trọng hơn là giảm được khá nhiều thời gian vận chuyển hồ sơ lên huyện nhiều lần, qua đó dành nhiều thời gian ở cơ sở và mỗi ngày làm việc có thể xử lý được vài chục bộ hồ sơ. Văn phòng đăng ký đã thường xuyên xuống để hỗ trợ địa phương trong công tác kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn trực tiếp cho cán bộ chuyên môn cấp xã cũng như đơn vị tư vấn và tuyên truyền cho người dân và hướng dẫn cụ thể từng trường hợp một để người dân hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Cũng mong muốn rằng chi nhánh sẽ tiếp tục làm tốt và tốt hơn nữa cái việc phối hợp. Theo bà Đào Thị Tú Anh, giám đốc chi nhánh văn phòng cấp quyền sử dụng đất, để đạt hiệu quả cao đòi hỏi cán bộ cơ sở cần phải tích cực, cùng với đó là sự hợp tác của đơn vị đo đạc tư vấn, các hộ dân là hết sức cần thiết, bởi hầu hết vướng mắc đều trong một số loại hình như có đất dôi dư, đất thừa kế, cho tặng, đất giao trái thẩm quyền. Hàng tuần thì chi nhánh có phân công cán bộ chuyên môn phụ trách các xã của chi nhánh xuống trực tiếp là hướng dẫn cán bộ địa chính và phối hợp với cả các đơn tư vấn trong việc tổng hợp biểu và hướng dẫn phân loại hồ sơ theo từng dạng hồ sơ. Trong thời gian tới thì đề nghị
Ủy ban các xã thị trấn sẽ tích cực vào cuộc hơn trong công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện phương án biểu mẫu để trình Ủy ban huyện phê duyệt. Đến nay, Văn Lâm đã tiến hành cấp đổi được trên 82.000 thửa trong tổng số 95.000 thửa cần cấp. Tính riêng năm 2019, cấp được gần 450 thửa. Tuy nhiên, hiện còn một số địa phương vẫn chưa được bàn giao số liệu đo đạc và bản đồ mới. Một số địa phương chưa phê duyệt được phương án dồn điền đổi thửa. Và đây chính là những khó khăn vướng mắc trong công tác xét duyệt cấp đổi giấy chứng nhận. Thời gian qua, công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hưng Việt ở cụm công nghiệp Quang Vinh, huyện Ân Thi không ngừng đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ, tiên tiến, hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm gạo xuất bán ra thị trường, góp phần giải quyết đầu ra cho sản phẩm lúa gạo trên địa bàn tỉnh. Tham gia đề án thuộc nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, từ năm 2018 đến nay, công ty cổ phần chế biến nông sản thực phẩm Hưng Việt thực hiện đầu tư giai đoạn 1 và đã cơ bản hoàn thiện xây dựng nhà máy chế biến gạo chất lượng cao có công suất 150.000 tấn trên năm với hệ thống máy móc, thiết bị đồng bộ, hiện đại khép kín. Sản phẩm gạo được đóng gói trong bao bì PP/PE được hút chân không nhằm giữ ổn định chất lượng với trọng lượng các gói khác nhau để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng và bếp ăn các khu cụm công nghiệp. Chỉ tính riêng năm 2019, công ty đã cung cấp ra thị trường hơn 10 sản phẩm gạo với sản lượng đạt trên 7.000 tấn. Trong đó có sản phẩm gạo sạch Hưng Việt 5A được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh, được thị trường tiêu thụ mạnh, khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có trên 69.000 đảng viên, trong đó có gần 4.000 đảng viên ở các doanh nghiệp. Trong những năm qua, đội ngũ đảng viên trong doanh nghiệp là những nhân tố sáng không chỉ thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh mà còn góp phần phát triển, mở rộng tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Phản ánh tại Đảng bộ Tổng Công ty May Hưng Yên và Đảng bộ Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên. Đây là hai đảng bộ tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị gặp mặt biểu dương tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, được tỉnh Hưng Yên tổ chức mới đây. Tại Tổng Công ty May Hưng Yên, anh Cường được mọi người thường gọi là Cường Sáng Kiến vì những cải tiến làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm, như sáng kiến bộ khuôn mẫu định hình, sáng kiến nẹp cắt, sáng kiến thanh chắn ngang khi may. Dù là đảng viên trẻ, nhưng chính nhờ những sáng kiến của mình nên anh đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh và là tấm gương để mọi người học tập. Với tư cách một người đảng viên trong đảng bộ, thì bản thân tôi là một người kỹ thuật. Thì để phấn đấu trong quá trình sản xuất thì tôi luôn phấn đấu với người lao động là tìm ra mọi phương pháp cải tiến kỹ thuật, thao tác tiên tiến để giúp cho người lao động tăng năng suất, tăng thu nhập người lao động, phấn đấu để cho đảng bộ luôn là một đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Tổng Công ty May Hưng Yên hiện có hơn 200 đảng viên, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, nên trong những năm qua, các đảng viên trong đảng bộ được tín nhiệm bầu giữ vị trí chủ chốt, thúc đẩy sản xuất kinh doanh tại công ty ngày càng hiệu quả hơn. Muốn đưa phong trào của chi bộ của phòng đi lên, chị Tuyết, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên, luôn xác định bản thân mình phải là người gương mẫu làm tốt trước. Mình gương mẫu trong cách sống, trong làm việc, để cho mọi người nhìn thấy là phải học tập và noi theo. Nhất là trong cái thực hiện chỉ thị số 05 ấy, thì là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ấy. Với cái lịch sử phát triển của công ty trên 20 năm phát triển thì các cái đồng chí đảng viên hiện tại tại của công ty thì đều giữ những cái vai trò rất là quan trọng trong cái bộ máy hoạt động của công ty. Thì ví dụ các đồng chí trưởng phòng, các đồng chí đội trưởng, tổ trưởng thì đại đa số đều là những đảng viên, và đây là một trong cái nguồn lực chính để công ty đạt được cái kết quả như ngày hôm nay. Hiện nay, hai đảng bộ Tổng Công ty May Hưng Yên và Công ty Môi trường và Công trình Đô thị Hưng Yên có gần 300 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp từ 8 đến 10 đảng viên. Thực tế, tại hai đảng bộ doanh nghiệp trên cho thấy, phát huy tính nêu gương của đảng viên gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là nhân tố góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Valentine là ngày lễ đặc biệt để những người yêu nhau thể hiện tình cảm với nửa kia của mình. Thông thường vào dịp này, những người yêu nhau thường dành trọn thời gian bên một nửa của mình và làm những điều họ thích, tặng cho nhau những món quà ý nghĩa. Trong dịp Valentine, sô-cô-la và hoa hồng chính là món quà truyền thống, là biểu tượng của tình yêu mà các đôi lứa thường dành tặng cho nhau. Trên thị trường, mẫu mã các gói sô-cô-la đa dạng và bắt mắt, nhiều màu sắc, giá cả phải chăng phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, dao động từ 80.000 đến 400.000 đồng một hộp. Hoa hồng cũng là mặt hàng bày bán chạy trong lễ Valentine, giá hoa tăng khoảng 5% so với ngày thường, dao động từ 100.000 đến 500.000 đồng một lãng hoa. Đặc biệt các loại hoa sáp thơm, hoa lụa có giá từ 300 đến 500.000 đồng một hộp cũng rất được ưa chuộng. Loại quà tặng này tuy đã xuất hiện nhiều năm nay nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn làm quà tặng vì có thể giữ được lâu, rất dễ bảo quản và trưng bày. Ngoài hoa và sô-cô-la, mỹ phẩm cũng là một trong những mặt hàng được nhiều người lựa chọn với số tiền từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng một sản phẩm. Ngày lễ tình nhân là dịp để các cặp đôi thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Quà tặng dù có giá thành cao hay thấp, độc đáo hay giản dị, quan trọng nhất vẫn nằm ở tấm lòng chân thành giữa hai người yêu nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.